Spoiler One Piece 1059 Cực hot Tích tấn công Boa Hancock và Kobe Vô bóng tối tham chiến What's up Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Top Manga Chắc tầm 1058 đã đánh dấu sự bắt đầu của saga cuối cùng Nơi mà những kẻ tay to mặt lớn nhất bắt đầu hành động Luffy, Sanh, Gross Guy Hải quân Quân cách mạng Tất cả đã có động thái tất tay vào cuộc chiến cuối cùng Tuy nhiên, vẫn còn một kẻ đến nay chưa lộ diện, kẻ luôn núp sau và chờ thời cơ, kẻ thâm độc mưu mô, mô bậc nhất One Piece, tích dâu đen. Ta chỉ biết tên này đã rời Hachinosu, còn việc hắn đi đâu thì đến nay Oda vẫn chưa hé lộ. Và mới đây, trong Spoiler chap 1059, ta đã được biết dâu đen có hành động gì. Rất chấn động khi nơi hắn nhắm đến không phải Totoland hay nơi chứa Poneglyph chỉ đường hoặc vũ khí cổ nào đó, mà là Amazon Lily, tên này dám đụng vợ anh mên anh em ạ. Còn cụ thể như thế nào thì mời anh em đến với nội dung chính của video hôm nay. chương 1059 có tiêu đề vụ án của thuyền trưởng Kobe. Nó ám chỉ cuộc tấn công của anh chàng này vào Amazon Lily với mục đích bắt cựu thất vũ hải Boa Hancock. Mở đầu chương là những đoạn flashback của Yamato về việc tại sao cô nàng lại chọn ở Wano Quốc thay vì ra khơi cùng Luffy. Phải chăng con gái Kado muốn ở lại cho đến khi Momonosuke đủ mạnh mẽ và đất nước Samurai hồi phục trở lại? Chúng ta sắp được hé lộ sự thật ngay trong chapter này. Ngoài ra, Phượng Hoàng Marco đã được băng tóc đỏ đưa đến đảo Nhân Sư, quê hương của dâu trắng. Khả năng cao giữa Marco và Xanh sẽ có một số câu chuyện liên quan đến Luffy, kèm theo vài thỏa thuận chung. Cả tóc đỏ và đầu dứa đều có một mối thù với dâu đen. Thứ mình hy vọng nhất lúc này là cảnh tích chuẩn bị hội đồng, vì hắn đã và đang gây hấn với khá nhiều tai to, bao gồm băng tóc đỏ, tàn dư băng dâu trắng, băng mũ rơm và cả hải quân. Tại sao là cả hải quân? Mình sẽ nói sau. Còn tiếp theo sẽ là một thông tin cực sốc, Mẫu Pacifista mới được trình làng trong chương này, ta chưa được xác nhận đó là SSG hay một bản nâng cấp của Pacifista cũ. Tuy nhiên, chúng được gọi về cái tên Seraphim. Đây là những đứa trẻ khổng lồ với mái tóc trắng, da nâu và đôi cánh đen. Tất cả chúng đều không giống nhau, chỉ có các Pacifista Kuma là giống. Và anh em có nhận ra điều gì không? Tóc trắng, da nâu, cánh đen. Đó là ba đặc trưng của tộc Lunarian, bộ tộc của kinh hỏa hoạn, tam tai mạnh nhất băng bách thú cộng với đó các seraphim này là những đứa trẻ với kích thước khổng lồ, đồng nghĩa với Capang hay nói đúng hơn là nhóm nghiên cứu SSG của ông ta đã thành công tạo ra người khổng lồ điều mà Caesar thất bại. Thậm chí Vegapunk bằng cách nào đó còn đem lại cho các thí nghiệm này năng lực của người Lunarian. Quá khủng khiếp và tàn độc, ông ta biến trẻ em thành công cụ chiến tranh theo những miêu tả kể trên khả năng cao seraphim sẽ mang sức mạnh vật lý khủng như người Elbat, khả năng siêu phòng thủ và tạo lửa như lunarian có thể cả bắn laser như pacifista kuma vì trong đoạn giới thiệu nói rằng những đứa trẻ khổng lồ là pacifista mẫu mới giờ ta mới hiểu lý do fujitora nói rằng cán cân quyền lực sẽ nghiêng về hải quân bất chấp việc bãi bỏ tổ chức thất vũ hải vì đô đốc tím tuy mù nhưng tầm nhìn và những lời nói của ông ấy nói ra thực sự mang độ chính xác rất cao không gáy như một thanh niên xăm trổi trước ngực chơi hệ mục nào đó mà mình không tiện nhắc tên là Ryokugi. Mình sẽ phân tích kỹ hơn về vũ khí mới của Hải quân. Anh em chờ video phân tích nhé. Tiếp tục với chương 1059, nội dung chính xoay quanh hỗn chiến ở vương quốc Amazon Lily. Dường như Kobe đã dẫn Seraphim tấn công nơi này. Một điều thú vị là nhóm hải quân truy bắt Buggy có vẻ không bao gồm vũ khí mới vì Crocodile hạ hạm đội ấy khá dễ dàng, trong khi cả vương quốc cư gia chật vật mãi vẫn chưa hạ xong chứng tỏ Kobe tuy chỉ có chức đại tá nhưng thực lực cậu ta được đánh giá rất cao, đủ để được lãnh đạo cả những vũ khí mới nhất. Vấn đề thực lực của Kobe nó không dựa hẳn vào sức mạnh của cậu ta, thay vào đó là bộ não thiên tài cầm quân. Điều này được thể hiện rõ trong One Piece Film Red, các chiến thuật cậu ấy đưa ra cực kỳ sắc sảo và thâm sâu. Có thể nói, Kobe là sự dung hòa sức mạnh của Gap và đầu óc của Sengoku. Bấy nhiêu tiềm năng, mình tin anh chàng sẽ trở thành đô đốc sau khi chính phủ hiện thời sụp đổ. Truy nã của kẻ Kobe đối mặt cũng được tiết lộ trong chương này. Vợ anh Men được treo thưởng 1 tỷ 659 triệu Berry, khá thấp so với kỳ vọng của mình, vì rõ ràng là Boa có tiềm lực quân sự nhỉnh hơn Crocodile và sức mạnh chắc cũng không hề thua kém. Nhưng dẫu sao, đây cũng là một con số rất lớn, đủ giúp Hàn Cốc có mặt trong danh sách 10 nhân vật của truy nã cao nhất hiện tại. Trở lại cuộc chiến, trong lúc Boa và Kobe đang giao tranh dữ dội thì ông Hoàng Móc Lốp, chú tể giải đinh, vị vua của những pha KS đã xuất hiện. Băng hải tặc đen bất ngờ tấn công Boa Hàn Cốc với ý định cướp đi trái ác quỷ của người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Như vậy là trái Mero, Mero có năng lực gì đó rất đặc biệt ngoài vụ hóa đá kẻ khác. Vì như chúng ta được biết thì ai nhìn vào Hàn Cốc mà có ý định ABCXYZ thì sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Năng lực này càng hữu dụng và mạnh mẽ khi rơi vào tay Boa, người được đánh giá là nữ thần số một thế giới. Giả sử, lấy được Mero Mero thì chả hiểu tên nào trong băng được ăn. Với nhan sắc ối giời ơi của băng rô đen thì chắc là không ai bị hóa đá anh em ạ. Chúng đành phải spam chiêu thức mới khiến người khác hóa thành tượng. Thế thì quá uổng đi, phải có lý do nào đó. Rất có thể, khi thức tỉnh thì Mero đem lại khả năng hóa đá mạnh mẽ hơn. Điều này chúng ta phải chờ được Oda giải thích mà thôi. Về phần Tích, hắn cũng được tăng truy nã, một con số cực kỳ cao, đứng thứ hai trong số các mức truy nã cao nhất hiện tại, chỉ sau xanh. Cụ thể, lông đen được treo thưởng 3 tỷ 996 triệu berry, hơn hẳn Luffy, Kid, Law và Buggy, thậm chí là hơn kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Điều đó cho thấy độ nguy hiểm của tên này đã nâng lên một level mới. Chưa kể, sau vụ móc lốp này thì hắn sẽ tiếp tục được tăng. Khi mà băng rô tấn công, chị đại Hancock đã phản kháng dữ dội. Đúng là idol của em, chị tôi biến hầu hết băng rô và hải quân thành đá, bao gồm các đội trưởng Titanic như Devon hay Vasco. Như vậy là nhan sắc của Boa khủng đến nỗi, Katarina Devon là nữ còn phải gục ngã, hoặc thân thủ của nữ vương hải tặc quá nhanh, đủ để cho Devon ăn mũi tên hóa đá thực sự đáng nể trước sức mạnh tuyệt vời của Boa Hancock. Năng lực của cô kết hợp với thân pháp nhanh nhẹn và ba loại haki đã giúp cho nữ vương hải tặc xoay sở được dù phải đối mặt với một hạm đội hải quân hùng hậu và cả một băng tứ hoàn toàn quái vật. Quá ghê gớm và đó là vợ anh Minh. Nhưng dù sao, hỗn chiến cũng không có lợi cho Boa. Miễn là còn tích trên chiến trường thì Hancock vẫn gặp nguy hiểm. Máy thay, một huyền thoại đã xuất hiện kết thúc cuộc chiến này. Đó là vua bóng tối Rayleigh, thuyền phó băng vua hải tặc. Ông đến Amazon Lily và tạm dừng mọi cuộc xung đột. Mình rất hy vọng được thấy Haki bá vương của vua bóng tối trong chapter này. Ông từng được Oda so sánh với cả xanh. Thành nói rằng nếu Luffy hạ được 50.000 tên ở đảo người cá thì tóc đỏ và vua bóng tối là 100.000. Tất nhiên ta không thể vì điều trên mà nói họ ngang nhau. Rayleigh đã già và tuột dốc sức mạnh, nhưng ông vẫn có thể dùng bá khí do không bệnh tật như dâu trắng. Rất thú vị nếu Rayleigh xuất hiện cùng một pha vận Haki cực ngầu đúng không anh em? Đứng trước một huyền thoại của thế hệ cũ, cùng với đó là một vài thằng đệ vì mê gái đã biến thành đá. Tích có hơi rén, vua bóng tối bảo, rén rồi thì rút đi cưng. Thế là băng đen đành quay xe, tuy nhiên hắn đã bắt cóc đại tá Kobe. Khá khó hiểu, hắn bắt Boa thì không thấy lạ, nhưng bắt Kobe thì khác gì khiêu chiến hải quân. Và đó là lý do phần đầu video mình nói rằng Tích đang gây hấn với toàn thế lực khủng. Chắc phải chờ bản chuyện chính thức để xem kỹ tình hình lúc đó mà thôi. Cùng phân tích một chút về bài spoiler chat tuần này. Nó khá thú vị và hấp dẫn, trận hỗn chiến ở Amazon Lily tương đối khốc liệt khi có sự góp mặt của vũ khí mới và một tứ hoàng. Nói về vũ khí mới, tuy chưa được xác nhận nhưng mình tin đó là SSG, vì nếu đây chỉ đơn giản là bản update của Pacific Star Kuma thì SSG sẽ còn khủng hơn. Lúc đó chính phủ chơi như hách thì làm sao có thể lật đổ họ? Chỉ riêng những đứa trẻ khổng lồ mang sức mạnh Lunarian đã là quá khủng khiếp. Tất nhiên chúng sẽ không mạnh như King, nhưng vấn đề ở đây là số lượng. Và nếu không có haki cấp cao thì rất khó để tổn thương được chúng. Chưa kể, đám này là những đứa trẻ, không chắc là Luffy hay Sanji có thể ra tay được. Rõ ràng là không tránh khỏi việc nhiều người ngại ra tay chính phủ quá thâm độc, với gặp băng trình độ quá cao, hải quân vẫn giữ vị thế là lực lượng quân sự số 1 on Piece. Nhìn nhận kỹ lại vấn đề, hai năm trước để đối đầu với dâu trắng, chính phủ cử hải quân và Shichibukai cùng lúc ra trận. Nhưng thất vũ hải lúc đó không đủ bảy người mà lại có vài thanh niên đương tay, thậm chí giúp ngược lại Luffy. Mấy ông khác như Doflamingo hay Mihawk thì đánh như không đánh. Già góp vui là chủ yếu, Hiện tại, nếu SSG tạm coi là ngang với thất vũ hải, nhưng chúng lại 100% vâng lệnh và lực lượng hải quân thuần túy trước và sau time skip vẫn mạnh như nhau, thì năng lực quân sự của hải quân hiện giờ bằng hải quân 2 năm trước cộng thất vũ hải do có thêm sự hỗ trợ từ SSG, rõ ràng là mạnh hơn cực kỳ nhiều. Ta đây, ta đang ở Wano Quốc, điều một tàu chiến đến đây, đừng hé miệng với ngài Sakazuki đấy. Đó là lời mà Rio nói với các Cypherpol bên ngoài Wano. Tuy các điều viên không phải cấp dưới của đô đốc, họ nhận lệnh trực tiếp từ các lão tinh, nhưng không thể phủ nhận các đô đốc hay thủy sư có quyền lực cao hơn trong bộ máy chính phủ, nên việc họ ra lệnh cho Cypherpol là có thể xảy ra. Việc này cộng với những điều về hải quân và vũ khí mới mà mình nói ở trên, có thể suy ra sức mạnh của hải quân hiện tại khủng đến cỡ nào, như sự kết hợp của hải quân, cộng thất vũ hải, cộng sát thủ Cypherpol. Bá nhất chuyện là có thật, do vậy để nép bớt sức mạnh của tổ chức này, Oda đã lén lút cài cắm vào đó những danh hài. Lại nói về hỗn chiến, không khó hiểu khi Rayleigh xuất hiện, ông vốn có liên hệ mật thiết với Boa Hancock và cũng đủ trình để khiến dâu đen e ngại. Oda quả là biết cách setup, như vậy vừa anh Men không gặp quá nhiều nguy hiểm nữa, tập cư gia sẽ tổn thất nhưng không đáng kể. Nhưng thực sự, Tich rất thâm độc. Giả sử không có vô bóng tối thì Boa khó mà chống đỡ, dù cho đã biến một số đội trưởng Titanic thành đá. Nhưng solo 1 vs 1 thì Hàn Cốc không ăn nổi Tích. Về việc Tích bắt Kobe, có vẻ hắn muốn điều tra về vũ khí mới hoặc cũng đơn giản là để an toàn rút lui. Nhưng tên này rất thông minh, khả năng cao là muốn từ miệng Kobe moi ra các thông tin về Seraphim. Nếu hắn bắt cóc anh chàng đại tá thì có thể Gap sẽ xuất trận. Liệu ta có được chứng kiến ông nội Luffy ra tay hay không? Nhưng với năng lực hiện giờ của Tích, rất khó để Gap thắng được do ông tuổi đã cao. Với cảnh tồi tệ nhất là Jordan trực tiếp và gián tiếp khiến Luffy mất hai người thân lúc đó anh Minh sẽ tương thẳng mồm lông đen và cuộc chiến giữa họ sẽ đáng xem hơn bao giờ hết. Anh em nghĩ sao? Hãy comment bên dưới nhé. Và như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào yêu thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh One Piece và nhiều anime manga khác. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góp làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Trên đây là video spoiler chapter 1059. Bài full spoil sẽ sớm được bọn mình gửi đến anh em rất cảm ơn anh em đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình chúc anh em một ngày mới vui vẻ bye bye